Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Chợ Hoàn Tích. Trong video ngày hôm nay thì sẽ có một cái chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Thụy Sĩ, ở một cái thương hiệu khá là nổi tiếng, và đây là một trong những thương hiệu khi mà nhắc tới ấy, thì anh em sẽ gần như anh em là chơi trong giới đồng hồ cũng biết ạ. Tại vì cái mẫu này ở cái thương hiệu này là thương hiệu T-shirt, và với thương hiệu này đây là một trong những cái thương hiệu bình dân đến từ Thụy Sĩ và được rất là nhiều anh em tin tưởng đấy và chơi những cái mẫu đồng hồ này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một chiếc t-shirt PRX nhá, với cái kiểu dáng form size rất là nhỏ gọn. Ngày trước thì sẽ có những kích thước size mặt như là 40 mm, một cái kích thước size mặt nếu như mà để mình đeo trên cổ tay anh em, như cổ tay của em size 40 thì đeo vẫn vừa, nhưng có một cái chính ở đây chính là càng lắc lắc của phiên bản này. Đấy, các bác có thể thấy là về phiên bản size 35 thì nó sẽ nhỏ hơn, chắc chắn nhỏ hơn nhiều đấy. Đó, nhưng mà khi mà đeo lên cổ tay của em là cổ tay 16 đeo rất là vừa vặn. Còn ví dụ như bạn size 40 thì anh em cổ tay đâu đấy phải từ 17 ấy thì anh em mới đeo đẹp nhất về cái phiên bản ấy được. Rồi đợt này thì sẽ về cho bác là size 35. Ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ mới 100% đầy đủ hộp sổ. Ở đây sẽ có một cái thẻ tag cho các bác này. Sẽ có mã hiệu của em này là chính là T137.207.11.351.00 nhá. Ở đây sẽ có số serial phiên bản này. Ở trên cái thẻ tag này thì sẽ có thêm những cái thông tin như là máy cơ automatic này, ở đây sẽ có là 13 độ chống nước, là 100 m nước stainless steel, rồi chứng nhận sapphire crystal. Rồi chúng ta sẽ có ở đây là những cái mã để các bác có thể tra cứu về cái chiếc đồng hồ này. Ở đó. Với cái chiếc đồng hồ này thì đối với bản thân của em Trương thì đây là một trong những cái màu nó rất đặc biệt, tại vì nó mang một cái phong cách và với tông màu xanh băng, một cái tông màu mà được rất nhiều anh em săn đón và rất hot trong thời điểm ngày trước và hiện tại. Và hiện tại nếu như các bác kiếm những phiên bản này gần như rất là ít trên thị trường đó, và chúng ta sẽ có thể thấy ở đây là chính là cái vân vân của cái chiếc đồng hồ này, nó sẽ có vân guliche dập nổi đấy và tạo nên những cái hình rất là vuông đấy, rất là vuông hình khối nhá, trông rất là khỏe khoắn. Và đây chúng ta sẽ có là một cái chữ T-shirt 1853 này, thiết kế 3 kim một ô lịch đó, các phần gọi là kim gọt sợi kẻ vạch và trên phần kim đều có dạ quang nhá, rất chi là đẹp. Dòng PRX này thì nó sẽ có là Powermatic 80. Powermatic ở đây chính là cái độ chữ cót cho cái chiếc đồng hồ này. Với cỗ máy C07111 đây thì sẽ có dòng dao động là 21.600 bph và độ tích cót là 80 tiếng. Một cái độ tích cót rất ấn tượng, anh em có thể sử dụng và nghỉ ngơi cổ tay của mình cuối tuần thoải mái, không lo đồng hồ của mình bị chết nhé. Đây sẽ có là một dòng chữ Swissmade này, một cái mặt kính kính phiên bản này, kính sapphire nguyên khối, mặt kính chống trầy chống xước tuyệt đối cho các bác. Và các bác có thể thấy là theo những cái cường độ ánh sáng đấy tự nhiên khác nhau thì nó sẽ không bị chói, gần như là không bị chói mắt. Đó, một cái loại kính mà nó có phủ thêm một cái lớp tráng, phủ một cái lớp chống lóa nhẹ trên mặt đây của phiên bản này. Đó, chúng ta có thể thấy ở đây chính là một cái phần chất liệu thép cũng không hề kém cạnh. Đấy, một cái chất liệu thép 316L, và đặc biệt là về cái phần bộ dây này. Đấy, thông thường thì anh em thấy rằng là đồng hồ chúng ta phay bóng thì nó mới có cái độ bắt sáng tốt, nhưng thực chất ra thì với cái bộ dây này em đánh giá rất cao về độ bắt sáng của cái phiên bản T-shirt này. Đó, phay xước và làm rất tinh khối như này. Đó, về cái riêng về độ bắt sáng của cái bộ dây này thì em đánh giá rất là cao. Đó, cực kỳ cao luôn. Rồi với cái chiếc T-shirt này thì chúng ta sẽ có là những chi tiết phay bóng này và phay xước trên cái phần thân vỏ. Rồi cái độ dày, kích thước size mặt của phiên bản này 35 mm, độ dày của chiếc đồng hồ này chính là 11.5, chúng ta đeo khá là thoải mái. Càng lắc lắc của phiên bản này sẽ là tầm 39.5 nha các bác nhá. Đó, phù hợp với cổ tay của anh em đấy, trên dưới 16, anh em đeo từ tầm 15 cho đến tầm 10 6.5 anh em đeo thoải mái với em chiếc này, rất phù hợp nhá. Đó, với cổ tay của em Trương thì đối với những anh em cổ tay 16 thì đeo phiên bản này nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều so với size 40. Size 40 thì càng lắc tua lắc của phiên bản này khá là dài. Đấy, cho nên là trông nó sẽ hơi thô, nó không bị ôm tay.
Đấy, và với phiên bản này thì nó sẽ ôm tay hơn rất là nhiều. Và với cái bộ dây và độ thẩm mỹ của chiếc đồng hồ này em đánh giá rất cao. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khóa bướm này, bấm hai bên nhé. Đó, và phần đáy của chiếc đồng hồ này thì sẽ có những thông tin cơ bản như là số series được ghi ở trên cái phần đáy này, t-shirt này, stainless steel. Rồi ở đây sẽ có độ chống nước là 13 100 mét nước, các bác có thể thoải mái đi mưa rửa tay, rồi có thể tắm giặt thoải mái luôn. Nhưng mà kiêng giúp em là nước nóng nhá, nước nóng thì đồng hồ nào nó cũng sẽ không chịu được đâu. Đó, rồi ở đây sẽ có là chứng nhận sapphire crystal này. Đó, rồi ở đây sẽ có ghi thêm ở số chân kính là 23, 23 chân kính cho chiếc đồng hồ này. Đó, một cái tông màu xanh băng rất chi là đẹp cho chiếc đồng hồ t-shirt đó, dòng PRX. Và mức giá hiện tại em đang gửi đến cho bác là 15 triệu 500 nghìn đồng cho phiên bản này nhá, 15 triệu 500 nghìn đồng. Hiện tại thì các bác, nếu như các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 7382 để em tư vấn trực tiếp cho bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những chương video tiếp theo.